Nhưng trước khi đến với phần thi biểu diễn trang phục áo dài, ban tổ chức chúng tôi muốn đưa ra một lời mời nho nhỏ dành cho các vị huấn luyện viên, những người mẫu chuyên nghiệp, những hoa hậu của chúng tôi, là trước khi đến phần thi áo dài này thì xin được mời các vị, những người mẫu chuyên nghiệp, những huấn luyện viên, những hoa hậu của chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng rực rỡ và hãy có những bước đi thị phạm sải bước ở trên chính sân khấu này dành cho những thí sinh của chúng ta. Một tràng vỗ tay được không thưa quý vị? Vâng ạ. Và lúc này đây Hoàng Thành rất là mong muốn là xin mời những hoa hậu, những người mẫu, những huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng ta. Và nếu như có thể thì chúng tôi xin phép mời thêm luôn cả những diễn viên, những ca sĩ, mời luôn cả những nghệ sĩ ưu tú, mời luôn cả giám đốc sản xuất để cùng kết mắt trên sân khấu này. Mọi người có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Và đầu tiên nha, chúng tôi xin mời. Vâng, xin mời ạ, cho phép Thành xin mời theo thứ tự từ phía gần chúng tôi nhất không ạ? Vâng, thưa các anh chị không cần phải từ chối và đùn đẩy nhau, bởi vì ai Thành cũng sẽ mời lên sân khấu này mà thôi. Và bây giờ xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón phần kết quát của giám khảo huấn luyện viên Tuấn Phong. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời những vị giám khảo khác thì hãy di chuyển về khu vực cánh gà để chúng ta có những bước đi thức tha uyển chuyển nhất thì phạm cho chính những thí sinh. Vâng ạ, xin mời âm nhạc sẽ chuyển giúp tôi về phần nhạc trình diễn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bước chân sải bước trên sàn kết quát của vị giám khảo đầu tiên, huấn luyện viên Tuấn Phạm, xin mời. Vâng ạ, chúng tôi xin được mời ạ, xin được mời các hoa hậu, các vị ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp cho đêm ngày hôm nay những bước đi tuyệt vời nhất.